Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành EZ đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series chính là Drum Assemble, một tựa game giống với Liên Quân nhá, nhưng mà là các nhân vật ở trong các anime. Và hôm nay mình sẽ chơi anh em thử đó chính là Monkey D. Luffy nha anh em ơi. Ok, và mình sẽ hướng dẫn các anh em chơi Monkey D. Luffy một cách gọi là dễ dàng nhất. Và chúng ta sẽ chơi ở chế độ solo multi rank thôi. Vẫn là đánh chế độ rank nha anh em. Đánh chế độ thường rất là chán. Ok, mình lập mấy ác cơ. Tại vì lúc đầu vào chúng ta sẽ nhận được một trong ba cái con nhân vật, đó chính là Luffy, Goku hoặc Naruto. Mỗi một arc mình sẽ nhận một nhân vật để mình test thử à. Chứ mua thì cày nó khá là lâu. Đây, ok, tôi sẽ chọn Luffy luôn anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ chua là tăng và fighter anh em nhé. Rồi, ok, và mình sẽ sử dụng cái đó chính là Flash và tốc biến à. Bộ gear của chúng ta sẽ sử dụng Attack và Defense à. Chọn luôn cái bộ đầu tiên cũng được anh em nhé. Skill của Luffy khá là hay. Skill bị động là sẽ tăng 1% dam mỗi khi mất 5% máu anh em ạ. Và khi HP của Luffy xuống đến 50% thì mỗi lần tấn công vật lý hoặc là thường hoặc là chiêu thức sẽ hồi 4% máu tối đa cho Luffy. Và Luffy sẽ được miễn nhiễm hóa đá của Hankook anh em ơi. Quá là bá, con này để gọi là đấu lại Hankook thì hơi bị hay ha. Có skill này, hai vết. Có skill thứ ba là skill gear 3 rồi gear 3 anh em. Khi buff này lên ấy thì tất cả các đòn đánh thường nó sẽ được cường hóa, các chiêu thức sẽ được cường hóa lên nhé. Chiêu thức này là súng trường. Ok, chưa kịp vào ha. Team mình liệu giảng quan được không? Team mình không có tăng nhỉ? Mình đã tăng đấy, mình phải lên tăng anh em ạ. Chúng ta phải lên tăng. Phải thật trâu. Chúng ta là tăng và đỡ đòn cũng như gây đam một lượng đam khá là lớn anh em ạ. Nhưng mà cái con Tony Chopper này khá là khó chịu này. Mình khá là ghét con Tony Chopper này. Hy vọng là chúng ta có thể đánh được. Hy vọng là trận thắng. Trận đấu rank bên đó có Tanjiro, có Usopp xạ thủ à. Khỏe phết đấy nhá. Con Shinobu là con đi rừng rất là khỏe anh em. Mình có Zenitsu đi rừng anh em nhá. Không đến nỗi phế lắm. Sao cái máy mình nó chậm thế nhở? Tôi chơi bằng con điện thoại ghẻ ghẻ. Tại vì là cái điện thoại xịn thì tôi là có cái arc dùng Goku rồi. Nên bắt buộc phải chơi cái này. Đó, ok, tôi sẽ lên một thanh kiếm trước nhá. Rồi, mình sẽ sử dụng cái chiêu này đi. Cái chiêu này có thể di chuyển đến kẻ địch và gây ra sát thương à. Lướt tới mục tiêu anh em ạ. Và sẽ đẩy lùi mục tiêu luôn. Ok. Support là chiêu gì nhỉ? Không rõ lắm. Tôi đi top dĩ nhiên rồi. Hy vọng top nó không phải quá khỏe lắm. Top thằng nào nhỉ? Và dưới 50% máu mỗi đòn đánh sẽ được hồi máu anh em ạ. Tội gì. Đấm lùn, sợ gì anh em ơi. Tôi không sợ anh em ạ. Tôi không sợ thằng này luôn. Thật sự là tôi không sợ thằng này luôn. Nice luôn, hay quá. Tanjiro đấu thế nào được ai anh cưng? Chúng ta chỉ cần dưới 5% máu là chúng ta sẽ mỗi đòn đánh sẽ được hồi máu anh em ạ. Thấy không? Anh em thấy được hồi máu hồi không? Mình khỏe mà. Bộ này đâu anh em? Tôi sẽ lấy đôi giày đi, chạy cho nhanh. Mình có tốc biến cơ. Thì mình sẽ chết mẹ một con rồi. À, thằng này lên đánh. Mày. Mình được hồi máu rồi anh em. Mình sợ gì này đó. Thế rồi, đáng lẽ là mình nên tốc biến lên nhỉ. Chúng ta mất một cái chiêu rồi. Mất một thêm mạng rồi, đáng lẽ có thể giết thêm mạng nữa. Ơi, hay quá. Nice. Đánh khá ngáo. Đánh khá ngáo anh em ạ. Gì đây? Đâu ra đây? Ở đâu ra đây cưng? Luffy khỏe lắm anh em ơi. Hy vọng là mấy thằng kia đánh đừng có ngáo lắm. Phá nhà đi anh em. Luffy khỏe phết anh em. Bên mình đang đánh khá tốt anh em. Các cái đường kia đánh rất ổn luôn.
có cái đường dưới thì nó hơi bị toáng à. Chiêu dậm đất cũng hay nhỉ. Đó, cho nó lùi về đi. Lùi về đây, lùi về đây, lùi về đây, lùi về đây. Đó, hồi chiêu đó. Tốc biến lên để giết luôn anh em ơi. Khỏe như thế này làm sao mà đỡ được, có ai đỡ luôn. Có lẽ level 5 mình như sẽ có Gear 3 ha. Bên đó có con Shinobu có vẻ là khá khỏe thôi. Khá khỏe chứ cũng không chẳng ngày lắm, chẳng ngại ngần lắm anh em. Chú từ cả tăng cả đam nữa chứ. Với đánh càng máu càng thấp thì con này được tăng càng nhiều đam anh em ạ. Ngon vãi, thật sự là như vậy. Ôi xịt. Mày đánh đi, mày đánh đi, mày đánh đi, mày đánh đi. Ây à, nó tung hết chiêu vào người mình luôn anh em. Chạy đi đâu, Rampage. Hay quá. Trận này dễ rồi anh em ơi. Gặp bọn gà rồi. Trận này cho đúng dễ rồi. Ui, ấy dù. Đầu tê nhờ. Thằng nào đi nó đánh con này không? Không không không, của nó yếu lắm làm sao. Làm sao có tuổi. Ô, con AD của nó khỏe phết anh em nhờ. Theo như mình thấy là khá khỏe con AD của nó. Con Usopp ạ. Cái Usopp mình đấm cho. Đấm. Đừng 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 anh dai 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 dai. Anh dai muốn giết em lắm. Your team has destroyed the turret. Chạy đi đâu, Dominating. Hay quá nhỉ. Khỏe vãi cả đạn luôn. Trên này vô địch thiên hạ rồi. 5-0. Nice. Gặp con nào giết con đấy luôn anh em. Cứ farm trên này đã. Tính sao cho thật khỏe đó. Luffy khỏe quá. Mình không thấy nhiều người dùng Luffy lắm anh em nhỉ. Ui, bật lãnh địa luôn ạ. Vai. Thật phải thế không anh trai. An enemy has been slain. Monster kill. Còn xoáy. Ok, mình làm đấm được lại. Gear 3. Trời ơi. Úi dồi. Cần luôn, cần hai luôn. Zenitsu này thì Zenitsu quân bình 14-6 rồi anh em. Khỏe vãi. Anh em cứ lên theo đường tăng và đam ha. Oh. Có thể trâu vãi. Nó càng ấy thì. Ui Shinobu. Level mấy? Level 5. Có cân được không nhỉ? Đến được anh em. Mình càng khỏe mà anh em. Mình càng ít máu mình càng khỏe. Là nó có chút choáng. Choáng đi bạn. Còn chiêu la lướt tới như ấy anh em ạ. Như là cái gì nhỉ? Như là tốc biến luôn ạ. Như vậy chúng ta có tận 2 lần tốc biến luôn. Cái chiêu ấy có khả năng đẩy lùi một kẻ địch luôn. Hay nhổ. Đấy, hồi máu này anh em thấy không? Dưới 50% máu là chúng ta sẽ được hồi máu nhé. Đánh mỗi đòn đón thánh thường hoặc là đòn đánh skill sẽ được hồi máu nha anh em. Thật là bá đạo. Ok. Và mấy chiêu này đều có thể gây choáng và đánh diện rộng rất là ngon. Clear grab rất là ổn. Luffy là một con tướng đi khởi đầu rất là ổn áp. Lùi lại tí á. Đây là trụ. Mày vai lồng. Thật sự luôn. Chấp hết. Chết. Mày đỡ thế nào được anh cưng ơi. Đỡ thế nào được đây. Cân hết. 11-0. Bá cháy bọ chét luôn.
Ok, lùi, nó có cả Shinobu này nha anh em ơi, chỗ này nha. Ok, đánh nó cái này anh em ơi. Shinobu. Con ly rừng của nó thường là sẽ phải khỏe lắm ấy, nhưng mà không ăn được mình, chắc chắn 100% là sẽ không ăn được. Không ăn được tôi luôn. Tuổi gì con Usopp chưa kịp nhìn thấy Usopp đâu để đấm nó nhỉ. 13-0. Dễ quá nhỉ. À, dễ dàng này chúng ta rồi. Ok. Level 5 thì tuổi gì bạn? Không cần phải hồi máu luôn anh em ạ. Mỗi một cái lượng máu mất thì chúng ta lại ấy thôi, lại có dam thôi. Ok. Khỏe vãi. À, xuống đấm nhau phát nhỉ. Thôi mình đập cái nhà này xong rồi mình xuống mình đấm nhau bọn kia sau. Con này không tốn mana luôn anh em ạ. Oh my god, khỏe thế này. Thì chơi sao, kệ bọn nó. À, lãnh địa. Ai à, ok. Ai à. Mời à mày. Rồi trụ bắn không thấm luôn anh em ơi. Cân 2 luôn, sợ gì nhờ. Bật gear 3 lên nhưng mà chúng ta sử dụng đúng một lần thôi anh em ạ. Xong chúng ta sẽ bị hóa thành dạng nhỏ, đúng như trong truyện luôn à. Hay thật sự. Nice luôn. Shinobu, bằng được bằng này máu có đánh được không nhỉ? Hơi khóa. Chúng ta đánh càng hồi máu. Oh my god. Một mình quẩy nát 17 mạng luôn anh em. Đỡ thế nào được, mà Luffy khỏe thật. Rất là ổn. Đánh dễ hơn con Goku anh em, Goku khó đánh lắm. Thật. Choáng này. Với cái lượng máu này tôi có thể hoàn toàn đánh được anh em, hồi máu tí. Đẩy lùi. Thôi chưa rồi, chưa hồi chiêu. Nhưng mà không sao. Solo 1-2 đều đánh được hết anh em nhá. Khỏe thật Luffy. Này đánh đấm gì nhờ. Bảo con nào lên là chết con đấy mà. Ôi, ok. Đánh con lên con nào chết con đấy mà anh em. Tôi sẽ đánh. Ui. Có thể ăn những cái mục tiêu lớn cũng được nhưng mà không cần. Thật ra không cần. Không cần thiết lắm. Lãnh địa của nó anh em ạ. Trong cái lãnh địa của thằng này. À, khỏe phết nhỉ. Khỏe phết anh em ạ. Cái lãnh địa của nó khá là ghê gớm à. Thật. Thật về tí nhỉ. Lần đầu tiên ra về. Đáng lẽ mình không nên đánh trong cái lãnh địa của thằng đấy. Chưa chết mạng nào luôn anh em. Mang theo tốc biến. Kirigen này là bắt buộc phải mang rồi. Một mình 21 mạng, một mình bằng một nửa số mạng của tất cả các bọn này cộng lại. Đánh còn choáng diện rộng thôi chứ. Hất tung đấy gọi chứ hất tung, mình kiểu hất tung diện rộng. Ui, shut down Gaara rồi. Gaara, không nên đánh con này. Double kill. Dám đánh support của anh nhà, không được. Đông em ơi. Chiến thắng nào. Ok. Để nhà đánh nè. Con này lúc nó lên nó khá khỏe, nó khá trâu, nó trâu anh em. Úi thôi thôi, Zenitsu ở đâu ra vậy? Anh dai. Zenitsu ở đâu ra vậy? Rồi, đẩy nốt nhà thắng thôi. Chẳng cần phải ăn kinh công làm gì cả. Chẳng cần phải ăn khỉ làm gì cả. Thắng rồi. Ok, ui. Shinobu. Ok.
Zenitsu. Úi rồi rồi, double kill chứ. Bọn kia đam sao đủ? Đam không đủ để tấn công mình luôn. Con này Chopper. Tô đi Chopper cá trâu nha anh em. Yeah. Hai thằng tăng đấm nhau. Đánh thằng này, đợi nó 15 giây nó kết thúc đi anh. Nó hết cái trạng thái hóa form đi anh em ạ. Thì đấy, hết rồi đấy. Hết rồi đấy, chuẩn bị hết rồi đấy. À ok ok. À Dominating. Kết thúc. Ôi hồi hồi. Cái gì đấy các bạn ơi. À trong cái chúng ra cái này cái là chúng ta sẽ bị ấy anh em ạ, bị choáng à. Không. Oh, nice. Ừ. Hay thế nhỉ. Nó kia ăn mạng của chúng ta anh em. Ôi thắng nhanh đi anh em ơi. Đấy, cái đấy nó có thể là gây diện rộng anh em nhá. Không nhà đi. Thắng rồi. Let's go. Yes, rất chắc chắn sẽ được MVP của trận này rồi anh em ạ. 100% sẽ được MVP. Luffy này, Luffy Gear 3. Không biết có những cái dạng khác không? Chắc là sau này sẽ update những Luffy Nika, thần mặt trời các thứ rất là đẹp, rất là xịn. Luffy mũ rơm. Wow, wow, MVP. Biến này tí hon luôn anh em ạ. Cứ dùng một chiều sẽ biến này tí hon. Khỏe phết anh em. MVP của trận đấu. Ờ, rồi. Đấy, cho 14.1. Ok. Cho Return City nha anh em. Hay nha. Trận này. Ok, và xin chào anh em, hoặc lại anh em cho tập kế tiếp.